Hello, lại là Nguyên đây. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với channel của Video Shop. Âm thanh không hay, vấn đề có phải là do like cao kê, âm ly hay chính vì dàn cao kê của bạn đi thiếu vắng một thiết bị có thể điều chỉnh âm thanh thật chi tiết? Làm sao để đầu tư một dàn cao kê chất lượng mà vẫn tiết kiệm chi phí cho gia đình, tối đa hóa được lợi nhuận kinh doanh quán karaoke? Câu trả lời chính là em này đây, BS Audio Q3600 Max Pro, chỉnh nhạc cực chất, ai cũng phát gấp. Những sản phẩm thuộc thương hiệu BF Audio luôn có điểm chung đó chính là thiết kế đẹp mắt, tinh tế và không chiếm nhiều diện tích sử dụng. Mixer karaoke BF Audio Q3600H khá là giống với những mẫu mixer trước đây của hãng, đều dẹp và mỏng, với trọng lượng chỉ khoảng 3,8kg. Với thiết kế nhỏ và mỏng như vậy, anh em có thể dễ dàng sắp xếp và bố trí. Lớp vỏ của BF Audio Q3600 này được làm bằng nhôm cao cấp, phủ một lớp sơn tĩnh điện cho lớp vỏ bên màu đẹp và sang trọng hơn. Mixer được trang bị khả năng chống hú tuyệt đối nên bạn không cần lo về vấn đề hú rè khi hát karaoke. Giọng ca ra loa ấm thanh thoát, dù bạn có mở volume lớn cỡ nào cũng không bị ảnh hưởng. Bass mềm sâu hoặc uy lực tùy chỉnh, cả phần mềm và chỉnh tay đều đơn giản và dễ dùng. Có thể dùng mixer này kết nối với mixer bàn, dùng được nhiều micro mà vẫn chống hú tốt. Q3600H Pro này có thích hợp với cổng Optical giúp anh em nghe nhạc hay hơn, sạch hơn với chất lượng âm thanh của bộ vi mạch tiên tiến nhất hiện nay. Với công nghệ sản xuất chip tiên tiến, mang lại hiệu suất và sự ổn định cho sản phẩm, giúp anh em có thể ca hát thật nhiều mà không lo nhạc bị giảm chất lượng đi hoặc bị trì hoãn cuộc vui. Một điểm trừ của dòng mixer này đó chính là các chi tiết như nút hoặc màn hình bị giới hạn về chiều dọc, cho nên nhìn từ xa khá là nhỏ và không thuận tiện cho lắm. Nhưng không sao, với chất lượng âm thanh mà con mixer này mang lại cho dàn âm thanh nhà bạn cũng đã trên cả tuyệt vời rồi. Nếu như anh em đã quyết định mua con BF Audio Q3600H này tại Vidia, anh em sẽ được nhận các phần quà khuyến mãi hấp dẫn như dịch vụ cưng chỉnh âm thanh tại nhà trị giá 500.000, dây jack Canon trị giá 300.000, dây AV trị giá 300.000. Ngoài ra, 20 anh chị em nào đặt hàng đầu tiên bằng đường link dưới đây hoặc comment về cho Vidia sẽ được nhận ngay bộ micro Boss QM40. Chỉ 20 người thôi, nhanh tay lên vì số lượng quà tặng có hạn. Nếu anh em đang cân nhắc giữa chiếc mixer này và những dòng mixer khác trên thị trường thì điểm đặc biệt của em này đó chính là cân đối giữa giá tiền và chất lượng mang lại. Anh em sẽ hoàn toàn ngất ngay với những nốt nhạc đầu tiên và cảm nhận được sự khác biệt khi gắn em này vào dàn karaoke gia đình hoặc kinh doanh của mình.